Như các bạn đã biết thì Triều Tiên là một quốc gia khá là tách biệt với phần còn lại của thế giới, cả về văn hóa lẫn chính trị. Họ có sở thích phóng tên lửa và nghiên cứu hạt nhân, điều mà cả thế giới lên tiếng phản đối. Có thể nói, đây là một quốc gia khép kín, ít giao du khiến chúng ta khó lòng mà tiếp cận được. Chính vì điều này mà việc sở hữu một thiết bị di động mang tính cá nhân ở Triều Tiên là vô cùng khó khăn. Tiêu biểu là điện thoại di động. Vậy nên, trong video ngày hôm nay, mình xin tổng hợp 7 điều về điện thoại di động khá là lạ lùng ở Triều Tiên. Hiện nay, Triều Tiên đang tập trung vào mảng điện thoại di động nên dần bỏ qua điện thoại cố định, máy tính và băng thông rộng, tương tự như các quốc gia đang phát triển khác. Nhà mạng Coriolink cho biết có khoảng 3 triệu thuê bao di động tại đất nước này, trong khi số người sử dụng máy tính là chỉ vài trăm nghìn người. Như vậy, trung bình cứ 10 người thì có một người sử dụng điện thoại di động. Thứ hai, các smartphone, tablet giá rẻ tại Trung Quốc trở thành một sản phẩm thời thượng. Chiếc máy tính bảng đầu tiên của Triều Tiên có tên gọi là Wallim, được bán với giá khoảng 6 triệu đồng. Nó không hỗ trợ Wi-Fi, cũng không hỗ trợ Bluetooth, chỉ sử dụng phiên bản Android tùy biến và được sản xuất giá rẻ tại Trung Quốc. Chiếc máy tính bảng này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu và với mức giá mà hầu hết người dân tại đây không phải ai cũng có thể chi trả được. Thứ ba, điện thoại di động trở thành món quà đính hôn được ưa chuộng. Có vẻ như đùa, nhưng đây lại là sự thật ở Triều Tiên. Việc tặng điện thoại thể hiện độ giàu có của gia đình nhà trai cũng như gia thế của họ, bởi vì với một người bình thường hay sống ở vùng nông thôn thì việc kiếm tiền mua một chiếc điện thoại cho mình đã là quá khó rồi, chứ đừng nói là mang đi làm quà. Daily Enki dẫn một nguồn tin ở tỉnh Northamgyeong cho biết, trong những thành phố nhỏ và trung bình, quà được lựa chọn hàng đầu cho việc kết hôn thường là điện thoại di động. Sau đấy mới là nhẫn đôi, nhẫn đính hôn. Người này còn cho biết, không giống ở nhiều nền văn hóa khác, việc tặng nhẫn đính hôn không phải là thói quen thường thấy ở Triều Tiên. Thứ tư, ở Triều Tiên cũng có nhà máy sản xuất điện thoại di động. Theo một nguồn tin đáng tin cậy khác, Triều Tiên cho ra mắt chiếc điện thoại di động thông minh đầu tiên được sản xuất trong nước, được đặt theo tên bài dân ca nổi tiếng của Triều Tiên. Sản phẩm này sử dụng hệ điều hành Android của Google. Đích thân nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có buổi thanh tra nhà máy sản xuất điện thoại này và được giới thiệu về quy trình sản xuất, chất lượng cũng như là khâu đóng gói của một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, lại có một nguồn tin khác cho rằng chiếc điện thoại này được sản xuất tại Trung Quốc và chỉ chuyển đến nhà máy này để lắp ráp và thử nghiệm mà thôi. Thứ năm, có hai nhà mạng cho bạn lựa chọn và chúng sẽ bị sát nhập với nhau. Tại Triều Tiên, chỉ có hai nhà mạng là Coriolink và Beoi. Trước đó, Coriolink là nhà mạng chính, được liên kết bởi công ty viễn thông Ai Cập và chính phủ Triều Tiên. Nhưng từ năm 2015, công ty này không còn kiểm soát Coriolink nữa, mà xuất hiện thêm nhà mạng mới là Beoi. Dự kiến hai nhà mạng này sẽ được sát nhập trong thời gian tới để chính phủ kiểm soát tốt các vấn đề liên quan đến viễn thông. Tuy tập trung phát triển lĩnh vực di động, nhưng các thuê bao tại Triều Tiên vẫn không thể thực hiện các cuộc gọi quốc tế. Tuy nhiên, nguồn tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, những người sống gần ở biên giới Trung Quốc có thể sử dụng điện thoại nhập lậu và thẻ SIM để gọi cho người thân của mình ở nước ngoài. Nhưng nếu để các nhà chức trách phát hiện, thì họ sẽ bị truy lùng như là một tội phạm luôn. Đó là điều thứ 6 mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Dân thường thì không thể thực hiện việc gọi điện thoại quốc tế. Và điều cuối cùng, đó chính là muốn đăng ký sử dụng điện thoại phải hối lộ. Mấy năm trở lại đây, việc mua điện thoại có vẻ như dễ dàng hơn đối với người dân Triều Tiên khi mà đã có những thương nhân mạnh dạn xách tay điện thoại mang từ Trung Quốc qua Triều Tiên bán. Tuy nhiên, cho dù bạn có mua được một chiếc điện thoại như vậy, thì việc đăng ký sử dụng cũng là điều vô cùng khó khăn. Thực tế, ở Bắc Triều Tiên, tất cả người dân khi mua điện thoại ở trong nước thì hầu như không thể đăng ký mà không phải hối lộ các cơ quan chức năng liên quan. Trên đây là 7 điều mà mình cho rằng rất là lạ lùng khi sử dụng điện thoại ở Bắc Triều Tiên. Quả là không hề đơn giản phải không các bạn? Muốn dùng một chiếc điện thoại cùn cùn cũng đến khổ, chứ đừng nói là việc mua hay là sắm một chiếc flagship trên thế giới. Cũng may là ở nước ta thì việc mua điện thoại chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế. Mình thích thì mình mua thôi, miễn là có money. Nhân tiện, Mamua đang cung cấp khá là nhiều điện thoại từ mới tới qua sử dụng với mức giá vô cùng ngon. Anh em quan tâm có thể truy cập vào website của Mamobile để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!